Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với PP English và cô là Miss Hảo đây. Rồi, chuỗi clip chinh phục Park Nam Trade của chúng ta đã đi tới tập số 11 và cô rất là vui khi được đồng hành tiếp cùng với các bạn ha. Như thường lệ thì trước khi mình bắt đầu, cô dặn dò nhỏ đó là các bạn nhớ là mình sẽ tự làm đề trước, xem các câu hỏi dừng lại, coi đáp, làm chốt lấy đáp án, rồi sau đó mình mới xem cái phần giải thích của cô ha. Và trong quá trình mình học á, thì mình nhớ ghi chú bài đầy đủ để cho mình có thể tiến bộ và nhớ những cái kiến thức mà cô truyền đạt lâu hơn ha. Rồi mình sẽ bắt đầu thôi các bạn. Câu đầu tiên, câu 101 thì mình sẽ nhìn đáp án thì các bạn sẽ thấy là complete, completed, completing và completely. Các bạn đang có những cái đáp án với cái gốc từ complete nó giống nhau và nó khác nhau về phần đuôi như thế này. Thì dạng quen thuộc này cho mình biết là nó đang kiểm tra mình về phần ngữ pháp từ loại, tức là các bạn sẽ phải điền vào cái chỗ trống cái từ phù hợp vào cái vị trí của trước và sau chỗ trống này. Thì các bạn sẽ thấy là ví dụ như chỗ này cái completed có thể là đặt từ ed, còn completing chỗ này nó có thể là đặt từ thêm ing ha. Completely các bạn có duly thì nó sẽ là chạy từ, còn bản thân cái từ complete này các bạn thấy là nó sẽ vừa là động từ nguyên mẫu và nó có thể là tính từ nữa ha, cho nên mình có thể lưu ý chỗ này. Rồi bản thân cái bài này nó thuộc một cái dạng khá đặc biệt, đó chính là một cái kiểu theo bài dạng ngữ pháp nhưng nó lại kèm thêm một cái là nó đáp án có ly và có trạng từ trong đó, mình gộp cả hai điều kiện để lại. Nếu như có một cái bài theo kiểu như vậy thì các bạn sẽ có phương pháp làm mà mình sẽ xét tính đầy đủ như cô ha. Rồi lý do tại sao mà mình phải xét tính đầy đủ á, thì do cái bản thân thằng trạng từ này này là nó là một từ loại có chức năng rất là đặc biệt, nó là thành phần phụ và có tính chất là bổ nghĩa, cho nên là thằng này nó chỉ dùng khi nào mà câu nó đầy đủ thành phần, gia đình nào hạnh phúc thì nó sẽ chen vô để nó bổ nghĩa ha. Thì bạn thấy câu đủ rồi bạn chọn nó, bạn thấy câu thiếu thì bạn sẽ chọn cái từ mà đề chỗ đó còn thiếu ha. Vậy mình quan tâm chỗ trống ở đây. Rồi vậy bây giờ cô sẽ thấy là chỗ này to be thì cô ngắt ra ha, to be thì cô ngắt ra, còn so down cô ngắt ra đây. Bình thường mình sẽ nhớ được là chữ sold này có nguyên mẫu ha, dạng vật không của nó là sold, tức là em bán hàng hóa đi. Và bản thân thằng này nó đang là vật cột 2 hoặc là vật cột 3 và ở đây to be nè, đó thấy chưa. Vậy mình học TOEIC mình phải nhớ được một điều như sau nè. Nếu như các bạn thấy là có to be rồi và phía sau đó có động từ ed hoặc là bạn đã có động từ cột 3, to be cộng động từ cột 3 chỗ này, thì các bạn nhớ giùm cô đây là công thức, đây là công thức của cấu trúc câu bị động. Câu bị động, câu bị, câu được, bị động với chỗ này đã đủ rồi thì bạn sẽ điền giùm cô là trạng từ để bổ nghĩa các hành động sâu đao này. Vậy mình chọn ngay đáp án là câu D mà không có cần phải quan tâm quá nhiều những cái phần thông tin kia ha. Rồi ngoài thằng động từ ed ra này, thì cái thằng to be cộng những thằng sau đây thì bạn vẫn cho cô là đủ ha. Chẳng hạn như bạn thấy là nó lấy tính từ mô tả cái chủ ngữ, hoặc là nó lấy cho mình động từ thêm in để nó mô tả cho mình cái cấu trúc câu là tiếp diễn, hoặc là như chỗ này mình lấy động từ ed hoặc cột ba là câu bị động đó, thì chỗ này bạn thấy nó sẽ đủ rồi. Đây là trường hợp đủ đầu tiên ha. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục xem clip của cô và cô Tú Thịt là nhiều để mình có thể biết được thêm nhiều trường hợp đầy đủ nữa. Còn bây giờ thì cô Hạ sẽ hướng dẫn các bạn dịch thử câu này nha. Rồi dịch câu này là to be a là động từ đúng không, vậy mình có chủ ngữ nè, tickets to the tent are the volunteer award banquet, chủ ngữ dài đúng không, mình chỉ bình thường thôi. Mình thấy tickets đây là đang là n1 ha, rồi nhớ từ to và chỗ này là n2. Công thức của cụm danh từ kiểu này thì em sẽ dịch từ đầu ra phía sau, còn trong cái now phrase này nè, bản thân cái now phrase thì em sẽ dịch ngược lại. Cái từ tickets này của mình á, nó chỉ có một từ thôi thì em cứ dịch là vé ha, những chiếc vé, nhưng mà cái cụm phía sau nó hơi dài thì em sẽ dịch ngược ngược vé cho cái bữa tiệc trao thưởng tình nguyện hàng năm lần thứ 10. Ok chưa? Vé cho buổi tiệc này thì sold out completely, đã bán hết hoàn toàn rồi, bán hết sạch sành sanh rồi. Completely là hoàn toàn triệt để, bán hết sạch rồi. Chọn câu D là trạng từ để bổ nghĩa cho động từ bị động. Ok chưa? Rồi, qua câu 2. Ok, câu số 2 này. Câu số 2 làm nhanh rồi là đáp án, lấy đáp án xong rồi mình sẽ cùng coi với cô nè. Given, scheduled, found và considered, đúng không? Những cái câu mà đáp án khác nhau như này nè, thực ra nó cũng chỉ bắt mình dịch một từ loại thôi các bạn. Given này của cô á, ban đầu cô có nguyên mẫu là give, ok chưa? Cột 2 của cô á, thì cột 2 là give, và cột 3 là given, trao, đưa cho, rồi tặng các kiểu. Còn từ scheduled cô bỏ đi, vợ không của cô là lên lịch ha. Nếu như các bạn có thể dùng động từ plan, lên lịch hoặc lên kế hoạch. Còn động từ found này, mình đang nói là câu này của mình đang dịch động từ ed hoặc là động từ cột 3, cho nên bản thân của thằng found này nếu nó là cột 3 thì cái nguyên mẫu của nó sẽ là chữ find, tìm ha, tìm thấy, tìm ra. Nó khác với việc các bạn dùng động từ found mà dạng vật không nguyên mẫu á, thì cái thằng từ found này các bạn lấy nghĩa là thành lập.
Và cái thằng thành lập này á, khi mà các bạn chuyển về quá khứ mất một ba thì các bạn sẽ lấy cho cô là founded. Đây là cái điểm khác nhau của nó nhé. Ở đây nó đang là cột 2 và cột 3, lấy nghĩa là tìm thấy, tìm kiếm. Còn chữ found mà lấy nghĩa là vật không á, thì là thành lập hoặc là thiết lập. Rồi, cái thằng considered này mình bỏ đi đi ha. Thì thằng considered này là cân nhắc hoặc là xem xét. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình coi thôi. Mình coi thì cái chủ ngữ này đây. Đó, các bạn thấy chủ ngữ là rất là dài. Một noun phrase dài, một noun phrase như thế này. Bạn nhớ thì một noun phrase là quan trọng nhất là cái thằng danh từ cuối cùng. Vậy trong cái bối cảnh mình đang cần phải dịch nhanh để chọn đáp án thì cô chỉ cần dịch chữ fashion show này thôi. Đó là một cái buổi biểu diễn thời trang đúng không? Buổi biểu diễn thời trang này, to air, đây là to cộng vật không này. Air là không khí đúng không ạ? Nhưng mà thằng air, nếu mà thằng này lấy chỉ là đọc từ á thì em chỉ cho cô là phát sóng. Phát sóng theo kiểu phát sóng truyền hình và phát sóng trên đài phát thanh đó. Air, các bạn thường có các cụm từ on air, ra mắt hoặc là phát sóng. Vậy bây giờ cái chương trình này ra mắt ở trên cái public television, trên cái truyền hình công cộng vào tháng này. Vậy mình sẽ dịch là được lên lịch ha. Ok chưa? Ghé vô thì dịch là lên lịch. Chương trình này được scheduled, được lên lịch như vậy. Next month á, next month là thời gian trong tương lai, cho nên mình mới dùng chữ schedule, lấy nghĩa là lên kế hoạch hoặc là lên lịch. Ok, câu này dễ đúng không? Câu tiếp theo. Rồi, câu 103 thì các bạn thấy là impression, impressive và impresses. Vậy thì nhìn vô nè, nhìn vô thì các bạn cũng sẽ thấy dễ dàng trong câu này. Thì cái gốc của mình là chữ impress. Đó, vẫn không á. Chữ impress này có nghĩa là nhấn mạnh hoặc là gây ấn tượng. Và thằng impression, duition này của mình là danh từ chỉ vật ha. Đây là danh từ chỉ vật sự ấn tượng. Ok chưa? Vậy cùng nhau kể lại những danh từ chỉ vật nè. Rồi, sân đi on nè. Rồi, sân này. Ok chưa? Đầu tiên đọc là sân, sân. Cái thứ hai, mình đọc với cô là mint, mint. Rồi, ness. Rồi, sis. Rồi, tiếp nhá. E.T. Rồi, ism. Rồi, bước cuối cùng là đuôi uns. Cô lấy an ke và em ke luôn, uns. Vậy cô có hai chữ sân và hai chữ uns. Chặn hai cái kia lại, đọc nè. Sân, mint, ness, sis, E.T. ism và uns, đúng không? Danh từ chỉ vật ha. Rồi, impressive, đuôi f là đuôi tính từ ha. Mình đã kể tên đuôi chỉ vật rồi. Clip sau cô sẽ kể đuôi tính từ lại cho các bạn nha. Impressive là động từ gắn f, gắn es vô nha. Rồi, vậy bây giờ mình xét nè. Mình xét ngữ pháp, xét trước và sau chỗ trống ạ. Bài này bài mình làm ngữ pháp chỗ mình cần phải căn cứ là này là chỗ trống nè. Và bạn sẽ ngừng khi bạn gặp những cái như là giới từ nè. Rồi, liên từ nè. Rồi dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai chấm được các kiểu ha. Gặp vợ chia thì ngừng nè. Gặp chữ to, chữ that cũng ngừng nè. Hoặc là gặp những cái thành phần bắt đầu của một noun phrase. Rồi nhớ lại nè. Noun phrase thì sẽ bắt đầu bởi mạo từ nè, tính từ, sở hữu nè. Hoặc là nó sẽ bắt đầu bằng những cái lượng từ, những cái từ chỉ số lượng như nhỉ. Chẳng hạn như là many hoặc là much chẳng hạn. Rồi ok. Vậy mình áp dụng vô ngữ cảnh của câu này thì các bạn thấy ần là mạo từ. Vậy cô ngắt ở đây. Rồi, recommendation là cái từ thêm về từ vựng và chữ from hay là giới từ, vậy cô ngắt chỗ này. Chị, mình suy ra được cái cụm của mình đang xét ở đây. Mạo từ ấn bắt đầu cụm danh từ ha, mạo từ. Rồi, vậy cụm danh từ là danh thì ở giữa này nè. Ở cái vị trí này các bạn mình có một thằng tính từ để bổ nghĩa cho danh. Ok chưa? Dạng bài ngữ pháp cụm danh từ á, kiến thức tiêu biểu là mạo từ, chỗ trống và danh từ. Thì cái thường là vị trí chỗ trống đó các bạn sẽ nhìn cho cô hàng tính từ. Ok chưa? Và xét đuôi trong câu này thì mình sẽ lấy tính từ là impressive. Impressive. Đó, được chưa? Nhớ ghi bài kỹ vào nha. Xong mình sẽ thấy nè, mình sẽ dịch câu này như sau. Cái ông này, ông đã receive, nhận một cái impressive recommendation, một cái lời đề xuất rất là ấn tượng từ cái previous employer, từ cái người chủ trước đây của mình. Họ đã nhận được một cái lời giới thiệu rất là ấn tượng, ví dụ chẳng hạn như là giới thiệu làm công ty khác chẳng hạn. Ok chưa? Đó là ba câu ha. Rồi, vậy là mình đã kết thúc tập số 11. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ PMP English. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Bye bye.